Cả nhà ơi, hôm nay mình về nước thăm gia đình. Cái mẹ mình gói bánh tét nè cả nhà. Đó, mẹ mình xào nếp trước, rồi xào nhân trước. Rồi cái mình vắt nhân sẵn. Mẹ mình mới gói, coi như mình nêm đường muối bột ngọt sẵn hết. Rất là ngon, là vừa miệng luôn. Là mẹ mình đang gói nè cả nhà. Đây là mấy chị mình nó gói cột, còn mẹ mình thì gói. Mẹ mình 80 rồi nè. 80 rồi. Mà vẫn còn gói bánh tét 81 hả mẹ? Quên rồi. Mẹ mình vẫn ngồi gói nè. Cả nhà ơi, hôm nay mình về nước chơi. Cái mẹ mình gói bánh tét nè cả nhà. Rồi nếp thì mẹ mình xào sẵn hết từ mâm xào sẵn hết bao nhiêu kilo rồi vậy đó. Rồi nhân thì mẹ mình cũng xào và vắt sẵn hết, nêm nếm cho vừa ăn, rồi mẹ mình gói nè nha cả nhà. Mẹ mình 81 rồi đó, còn rất là khỏe để gói bánh tét cho con cháu ăn. Bắt đầu gói nè. Mỗi một đòn thì mẹ mình căng 600 gram. Cái này là nó làm hơi nhiều nước đó. Mình tự làm 700 gram luôn nè.
từ phần mẹ mình để xào đó, tới đâu rồi xào tới đó, chứ mình không có gói nếp mà không có xào, mình xào cho nó chín cái nếp 80%.